ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, địa phương đã thu hồi 138,4 hectare đất rừng phòng hộ cấp sai quy định tại các tiểu khu 176A, 169 thuộc khu vực Hồ Thủy Lợi, kết hợp Thủy Điện Định Bình. Đây là diện tích đất rừng phòng hộ mà gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, thâu tóm mà báo Sài Gòn Giải Phóng đã có bài phản ánh hồi tháng 7 năm 2022. Trong đó, cá nhân ông Kim chiếm 85 hectare đất rừng, hai con trai ông này là Nguyễn Đình Sơn chiếm 30 hectare và Nguyễn Đình Ngân chiếm 23,4 hectare. Hiện còn hai trường hợp cấp đất sai quy định nhưng đang có đơn khiếu nại, đòi quyền lợi bồi thường tài sản trên đất nên chưa chịu giao trả là ông Nguyễn Chí Tranh, cháu ông Kim, được cấp sai 10 hectare và bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sĩ, được cấp sai 0,8 hectare. Hiện đang là thời điểm người chăn nuôi heo tái đàn để chuẩn bị phục vụ dịp Tết sắp đến. Nhưng người chăn nuôi heo đang e ngại do dịch tả heo châu Phi thì đang bùng phát. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, còn giá heo hơi lại giảm. Đồng Nai được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi heo của cả nước với gần 2,5 triệu con, với 3.000 trang trại và nông hộ. Nhưng hiện nay nhiều bà con quyết định tạm dừng chăn nuôi. Đặc biệt huyện Thống Nhất có khoảng 1.000 trại heo nuôi gia công đóng cửa. Một hộ chăn nuôi cho biết thương lái đang mua heo hơi với giá 51.000 đồng đến 54.000 đồng một ký, thấp hơn so với 2 tháng trước 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Trong khi giá thức ăn liên tục tăng, mỗi con heo hơi bán ra thị trường lỗ 1 triệu đồng, nên gia đình ông và nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ chuồng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ tại Tây Ninh. Ghi nhận tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, người chăn nuôi đang bước vào đợt đẩy mạnh tái đàn gia súc gia cầm để đón thị trường tiêu dùng cuối năm. Ở Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2023, chăn nuôi heo tăng thêm 3% so với cùng kỳ năm trước, với tổng đàn hơn 290.000 con. Tại Hậu Giang, tổng đàn gia súc đã khôi phục được 145.000 con, đạt trên 90% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Những ngày gần đây, giá heo hơi tại ba miền Bắc Trung Nam đều giảm khá mạnh, khoảng 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với cách đây vài ngày. Hiện mức giá trung bình của cả nước còn khoảng 51.000 đồng đến 52.000 đồng một ký, mức thấp nhất là 48.000 đồng đến 49.000 đồng một ký. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10, đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại K236 trên 31D Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng xe chuyên dụng, bình chữa cháy xịt liên tục vào đám cháy tầng 1. Lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài được 3 người, tuy nhiên có 2 cháu nhỏ 14 tuổi và 12 tuổi mắc kẹt ở tầng 3 bị ngạt khói nên tử vong. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ngày 11 tháng 10, Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàn, tỉnh Gia Lai đã báo cáo về sự cố tại dự án nhà máy thủy điện Yclay 2, do chính đơn vị này làm chủ đầu tư. Thông tin cho biết, trong tối ngày 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 10, trên địa bàn huyện Chư Prong nói chung và khu vực dự án thủy điện Yclay 2 nói riêng có mưa đặc biệt lớn, gây lũ quét, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường, phục vụ thi công đập tràn tự do của nhà máy Yclay 2. Phần tường này đang được nhà thầu thi công theo từng cao trình từ 1 đến 2 mét, chưa hoàn thiện toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền xã Y Ga và xã Y Vê, huyện Chư Prong thông báo đến các hộ gia đình ở hạ lưu công trình có thiệt hại, tự kê khai gửi về Ủy ban Nhân dân hai xã hoặc văn phòng đại diện của chủ đầu tư tại công trình để tiến hành tổng hợp và triển khai xác minh, kiểm tra thực tế, làm cơ sở báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong và các cơ quan liên quan khác nhằm xây dựng mức hỗ trợ. Kinh phí thực hiện do chủ đầu tư chi trả. Như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã phản ánh, Thủy điện Yclay 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 2 năm 2020 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thủy điện này có công suất thiết kế 12 MW, tuy nhiên đang trong giai đoạn thi công. Thủy điện này xảy ra sự cố làm ảnh hưởng hoa màu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Sơn, vụ phó vụ pháp chế cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông để xây dựng quy trình xử lý như hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng KOL
vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Theo đó, những trường hợp nghệ sĩ, người có ảnh hưởng vi phạm bộ quy tắc ứng xử cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không trung thực trong quảng cáo, cung cấp sai thông tin tới công chúng, thì ngoài xử lý theo quy định pháp luật, hai bộ đưa vào diện xem xét kiểm soát hạn chế hình ảnh hoạt động. Ông Nguyễn Thanh Sơn thông tin, hiện đã làm xong dự thảo, lấy ý kiến Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cấp có thẩm quyền, chỉ còn chờ phê duyệt. Dự kiến cuối năm nay sẽ xong việc này. Đối với những trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng đã tham gia quảng cáo mà không kiểm chứng chất lượng sản phẩm, cơ quan nhà nước sẽ đưa ra những chế tài chặt chẽ hơn, bởi việc này có tác động đến nhiều khách hàng vốn yêu quý nghệ sĩ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, một trận động đất 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc của Afghanistan sáng ngày 11 tháng 10, nơi trận động đất ngày 7 tháng 10 vừa qua đã làm chết hơn 2.000 người, khiến người dân thêm lo sợ và hỗn loạn. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho biết, tâm chấn của trận động đất là 10 km ở tọa độ 34,67 độ Vĩ Bắc và 62,14 độ Kinh Đông, và hiện chưa có báo cáo về thương vong. Còn theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ sáng ngày 11 tháng 10, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter này cách thủ phủ tỉnh Herat khoảng 28 km. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 6,3 làm rung chuyển tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan ngày 7 tháng 10 và kèm theo một loạt dư chấn mạnh sau đó. Thông tin cập nhật vụ xung đột tại dải Gaza, theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt xung đột ở dải Gaza. Ông Guterres nhấn mạnh, công tác cứu trợ và đưa các vật tư thiết yếu vào khu vực này cần được tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho người dân Palestine bị mắc kẹt ở dải Gaza. Cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết ít nhất 704 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng phát sáng ngày 7 tháng 10. Phía Israel thông báo hơn 900 người đã thiệt mạng và ít nhất 2.600 người bị thương.